S12P anh em nhá. Đẳng cấp luôn. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng. Quá uy lực đúng không ạ? Đến với kênh của bên em. Tiếp tục ngày hôm nay, em lại làm về một cái dòng sub điện rất là cao cấp. Một cái dòng sub điện Bát 30 thương hiệu của LX Aquatic. Và con này thì nó nhập khẩu chính hãng em nhé. Nhập khẩu chính hãng và sử dụng tất cả là nguồn xuyến bao đồng hết cho anh em. Sử dụng nguồn xuyến lại gần để cho em xem chi tiết hơn về con sub điện này. Thì như chúng ta thấy đây, thùng vách của nó thì tất cả thì được bằng gỗ ép và rất là chắc chắn và được sơn một lớp sơn là vân gỗ anh em nhé. Đó, vân gỗ nhìn nó rất là chất đúng không ạ? Đó. Và ê căng thì anh em thể thấy ê căng nhìn nó quá là chất luôn, nhìn nó rất là sang trọng. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Đây là một cái sản phẩm rất là cao cấp của LX Aquatic, đó là một con sub điện S12P. Cái sản phẩm này thì hiện nay thì như anh em đã thấy trên thị trường cũng có khá là nhiều anh em bán cái dòng này rồi. Nó có khá là nhiều anh em bán cái dòng S12P này anh em nhé. Thì giá của con sub điện này hiện tại thì BM đang bán với giá là 4 triệu đồng. Đó, 4 triệu đồng. Ok chưa ạ? Ở đây thì chúng ta thể thấy đây, tất cả nó được về những cái này nó được bo viền hết này, nhìn nó rất là đẹp anh em nhé. Đó, nhìn nó rất là sắc cạnh, rất là sắc nét. Đó. Hàng nếu mà cái hàng Việt Nam mình đấy thì không nói làm cái gì, nhưng mà cái hàng anh em thể thấy đây, đây là hàng này là hàng nhập khẩu anh em nhé. Nhìn nó rất là khôn và nó rất là chất đúng không ạ? Nhìn nó rất là chất. Quay về mặt đằng sau để cho anh em thấy. Đó. Quay về mặt đằng sau thì như chúng ta có thể thấy đây. Ở đây thì nó có cổng hoa sen này, đường line này, in sub, ok chưa? Đấy, đường line chúng ta có thể sử dụng jack AV. Đấy. Rồi là ở bên dưới này, input này chúng ta có thể sử dụng jack can lông đều được anh em nhé. Đây là chế độ đảo pha. Đấy, cần đảo pha đây. Đấy, cần đảo pha. Volume to nhỏ của sub, cắt tần số, ok chưa? Đó. Đây là những lá nhôm của nó đây. Khá là chất anh em nhé. S12P thương hiệu LX Aquatic. Con này chế độ 8 ohm thì nó là 250W. 8 ohm ấy là 250W. Giải tần đáp ứng của nó từ 30Hz cho đến 200Hz anh em nhé. 30Hz cho đến 200Hz. Công tắc tắt mở được thiết kế đằng sau. Đấy. Và đây là chúng ta sử dụng điện nguồn. Lỗ thông hơi được thiết kế đằng sau anh em nhé. Lỗ thông hơi được thiết kế ở mặt đằng sau. Nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Với con sub này thì em cũng đã mở nội thất cho anh em xem khá nhiều rồi. Bên trong thì sử dụng tất cả là nguồn xuyến hết. Đó. Và bây giờ em sẽ cắm điện nguồn vào. Đó. Và để cho em nghe cái chất âm của cái con sub này anh em nhé. Đó. Chúng ta sẽ cắm điện nguồn vào đúng không ạ? Đó. Và em sẽ cắm một cái sử dụng dây ca lông em nhé, lấy tín hiệu từ từ con vang đó, sẽ cắm vào và sẽ bật lên. Đây công tắc tắt mở đây nhé anh em nhé. Đó, bật lên thì nó sẽ có đèn báo tín hiệu đây, ok chưa? Rồi sẽ mở một cái bản nhạc để cho em nghe tiếng súp của nó uy lực không?
quá lực luôn. Đánh tiếng súp phải nói là rất là chắc. Em xem bỏ e-gang ra để cho anh em xem. Anh em có thể thấy đây, màng cao su đúng không ạ? Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em xem video thấy hay cho em xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bác anh em nhé.